Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiền Văn Gia Lai nha. Thì chúc anh em may, Thiền đang có một con máy cỏ Kawasaki TZ53 nha anh em. Con này thì Thiền lắp lên bộ cần và rô đai cho anh khách anh Bình ở Lâm Đồng nha. Anh này thì chuyển đủ tiền cho Thiền luôn rồi anh em. Ha, 6.350 bao ship cho một tặng nha. Anh này thì anh chuyển đủ luôn. Anh không cọc và anh chuyển đủ luôn. Thì cái video này Thiền đã làm rất là nhiều lần rồi chứ không phải là lần đầu tiên anh em. Nhưng cũng rất là nhiều anh em lần đầu tiên xem kênh của Thiền hoặc là lần đầu tiên mua hàng của Thiền mà chưa xem những video như thế này á, thì anh em cứ thắc mắc mãi là con Kawasaki TZ3 này về roda nhớt nó tìm lem, nó có bị vấn đề gì hay không, hay là có là bị hư hay hỏng gì hay không mà nhớt nó ra rất là nhiều như thế này. Đây, để Thiền quay cho anh em xem nha. Đó, anh em thấy nhớt không ha. Cái này là nhớt từ bô phọt ra nha anh em. Đây, nhớt từ bô phọt ra nha. Nó tìm nhem bên trong rồi hết anh em. Đó, nhớt nó như kiểu là mình lấy xăng, mình lấy nhớt ở ngoài mình tạt vào luôn đó. Rất là kinh khủng luôn. Thì cái này á, là cái chuyện hoàn toàn bình thường của Kawasaki TZ53 nha anh em. Thì trên 100% máy Kawasaki TZ53 anh em Rodai là nó phải nhớt tìm lên như vậy đó. Những con máy khác thì cũng có anh em. Chẳng hạn như là Husqvarna 541 hoặc là Echo 46, Mitsubishi Tonba. Nói chung máy nào anh em Rodai nó cũng phải dư nhớt như thế này thì mới là đúng nha. Chứ anh em Rodai mà cái bô nó khô rang là thiếu nhớt đó nha anh em. Và những con máy khác á, thì nó không có tìm lem như thế này anh em. Nó cũng có dư nhớt, nó cũng có phọt nhớt ra ngoài, nhưng mà nó ít thôi. Nó lấm chấm như ví dụ như thế này thôi. Đó, nó lấm chấm như thế này rồi anh em ha. Còn riêng TZ3 nha, anh em roda xong á, nếu anh em để như thế này roda nha, là Thiền đảm bảo cái khu vực sau cái bô này là nhớt nó tìm nhem luôn ha. Thì này là hoàn chuyện hoàn toàn bình thường trên con máy cỏ Kawasaki TZ3 nha anh em. Lý giải về cái vấn đề này á, thì Thiền cũng chưa có cách nào để giải thích cho anh em một cách nó đúng đắn nhất hoặc là chính xác nhất vì lý do gì mà nó ra nhớt nhiều như thế này. Nhưng 100% máy Kawasaki TZ3 hoặc là TZ45 luôn, anh em Rodai với tỷ lệ nhớt bình thường, không nhiều nhớt nha, tỷ lệ nhớt như là anh em sử dụng bình thường thôi, thì nó cũng ra nhiều như thế này nè anh em. Thì chỉ biết là nó là một vấn đề hoàn toàn bình thường trên TZ3 thôi nha. Chứ còn mà anh em hỏi tại sao lại ra nhớt nhiều như thế này á, thì Thiền cũng không biết luôn, thật sự là như vậy. À, Thiền chỉ biết là Rodai á, thì chắc chắn nhớt nó sẽ thừa, nó sẽ phọt ra như ra ngoài bô thôi. Còn mà tại sao nó nhiều như thế này là chịu chết đó anh em. Anh em pha tỷ lệ nhớt nó không có nhiều nha ha. Ví dụ như chai nhớt American như thế này đi, tỷ lệ mình đang pha đúng không anh em là 1:30 là đi cắt á. Thì đảm bảo anh em khi anh em pha tỷ lệ 1:30 để Rodai nha, thì nhớt nó cũng tìm nhem như thế này. Khi đi cắt nó sẽ hết nha anh em. Khi anh em đi cắt á, là ga chúng ta lớn liên tục ha. Thì khi đó cái lực máy nó sẽ mạnh, nó sẽ tống nhớt thừa ra và không có hiện tượng là nhớt mà nó nhiều như thế này nha. Còn khi chúng ta roda thì nhớt nó sẽ tìm lem như thế này nè. Và lưu giùm Thiền nha, roda thì anh em cứ nhớ giùm Thiền là 15-20 phút là nịt ga giùm Thiền để tống cái nhớt bớt nhớt thừa ra ngoài ha, ok hơn nha. Đó, cái này là Thiền roda rồi nha anh em. Đó, roda rồi, giờ Thiền sẽ vệ sinh lại cho sạch sẽ nữa, là Thiền gói và đóng hàng cho anh khách thôi. Đó, anh em nào mà mua máy TZ3 thì liên hệ Thiền. Còn nếu muốn roda như thế này á, thì cọc trước giùm Thiền tối thiểu là 500.000 thì Thiền mới roda cho anh em nha. Chứ còn anh em kêu mà không cọc mà kêu Thiền roda là Thiền không dám roda đâu nha anh em. Rồi, anh em nào quan tâm về Kawasaki TZ53 thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc nhận Thiền hoặc là số điện thoại dưới phần bình luận, Thiền sẽ điện trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về mẫu này, để anh em có thêm thông tin nha. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để mỗi lần mà Thiền ra video mới anh em sẽ biết và xem thêm cả những sản phẩm Thiền nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em mà xem video, hẹn tất cả anh em ở video tiếp theo nha.